ớt làm với chanh thì quá tuyệt vời luôn. Đúng không? Yeah. Hello. Yeah, xin chào tất cả anh em. Hôm nay thì anh em nha sẽ làm clip mọi người nhá. Cái clip đó thì anh em nha ăn quả trái mít mọi người nhá. Đây, IPF đây mọi người ạ. Trái mít đây anh em nhá. Trái mít rất là to nhá. Cây trái mít thì rất là to mọi người nhá. Hôm nay anh em nha sẽ lên hái thôi mọi người nhá. Hello mọi người. Hôm nay thì IPF chuẩn bị lên hái trái cây mít nhá anh em nhá. Đây, trái mít rất là to nhá. Đây thì chỗ dậy nhá anh em nhá. Bây giờ thì IPF chuẩn bị lên hái thôi nhá. Đây. Có biết lên không nhỉ? Đây, đây. Cái mít rất là to anh em, lên cũng được luôn. Alo. Ở đây chỗ biết à? Ô chỗ này đây anh em, chỗ này thì nhiều kiên vàng lắm anh em ạ. Nhiều căn đấy. Máy đây nhá. Để mình vừa quay luôn anh em. Đây. Sẽ hai trái mít mọi người nhá. Sẽ nó nhỏ chừng đây là mọi người mình mới chăm được mũi ớt nè mọi người. Đây. Mọi người. Từ đây hai đúng không? Đâu? Đâu hả? Hai đi. Được mà. Tại nó còn nhiều không em? Nhiều. Nhiều hả? Nhiều quá hai đi. Đây. Wow. Cái trái nó còn non như thế này là mình chăm muối ớt này cả nhà. Đấy nhiều rồi. Đây. Cầm này em. Bên kia nữa này. Bên đây này. Đây. Đây. Cái mít là căn rửa không? Đây xuống em. Đây mình xuống anh em nha. Mình lên hái trên cái mít nha anh em. Quả mít nha. Xuống trước nha. Cái mít chín ăn ngon nhỉ. Yên nhỉ. Đây. Cái này khó đi quá nhỉ. Đây. Bây giờ em sẽ làm ớt mọi nha, dòm ớt. Đây. Ớt đây mọi người. Ớt trái mọi nha. Rất là siêu to luôn nha các bạn nha. To lắm đây nha. Chắc là ra chúng đây được với nhỉ, Ike. Ừ. Được rồi. Được rồi. Đây. Quên đem theo dao nhỉ. Ừ. Ừ. Thì rất là nhỉ. Bên này thì cái thứ bọc quá chết nhỉ các bạn. Đấy. Thèm quá. Hello mọi người, hôm nay thì anh em hái trái mít đây mọi người. Trái mít thì chấm nhiều mọi người nhé. Chấm muối ớt nha anh em. Đây trái mít này chấm muối ớt nha. Đây. Mời tất cả anh em ăn nha. Dạ. Thì anh em nha. Để nha. Mời anh em ăn nha. Ngon không? Ngon lắm. Quá ngon rồi. Ngon lắm. Đấy nha, cái mời cả nhà anh em ăn nha. Đây, mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà ăn nha. Trái mít á. Trái mít còn non lắm mọi người nha. Ngon. Ừ, ngon. Nhưng không đăng đâu. Đây anh em, mùi ớt đây. Mùi ớt làm với chanh thì quá tuyệt vời luôn. Đúng không? Đúng không? Dạ. Ngon. Trái mít thì mình chăm với muối ớt thì ngon lắm mọi người. Bóp với chanh nha mọi người.
Trời nắng nóng như thế này thì mình ăn chua thì ăn chay mít là rất là ngon luôn. Chay mít mình ăn mà không có chua đâu mọi người. Đây là chay non đúng không nhá? Chay mà còn non. Ngon. Ngon đi chứ. Cay có không bạn đây? Cay. Cay lắm. Ăn cái này cay lắm anh em ạ. Từ chạy to nó đây nha. Ôi chạy nó non luôn. Ôi chạy to thì mình chắc ăn rất ngon nhỉ. Cái non thì mình ăn ngon lắm. Đây. Chạy to nó đây. Cay lắm. Quá ngon, quá cay luôn. Vừa cay vừa ngon. Vào. Vì bếp thì ăn ớt thì nhanh cay lắm ạ. Anh em ạ. Tại vì mình ăn ớt thì không quen nha anh em nè. Dạ. Quá mời á. Em ít. Đây sắp ra rồi, chạy đây sắp ra rồi. Sắp ra hả? Dạ có ngon không? Ngon mà. Cái kia ngon không cái kia? Ngon. Cay. Cũng cay lắm á. Đây anh em nhá, ăn rất là cay nhá. Ngon. Đây cay quá anh em ạ. Thắng lưỡng. Rất là cay luôn các bạn. Ngon mọi người. Đây. Chấm ớt đây. Ngon quá mọi người. Sao ngon hả? Cay quá. Ra hết đường mệt rồi. Ngon. Ngon. Cay quá. Sao cay không? Đây. Cái sợ gì nhỉ? Thôi mọi người, anh em ăn cay quá. Anh em sẽ dừng một clip tới đây mọi người nhé. Mọi người cho một like để đăng ký kênh anh em nhé. Bye.